Summer xin đón chào tất cả mọi người đang đến với chương trình Gõ Cửa Nhà Sao, được phát sóng vào lúc 19 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Đặc Phim Media. Hãy sẵn sàng cùng với Hoàng Rapper có mặt tại một khu chung cư cao cấp rất là hiện đại, rất là đẹp như quý vị có thể thấy được. Đây chính là không gian sống của một nam nghệ sĩ ngày hôm nay, và bên cạnh đó vợ anh ấy cũng là nghệ sĩ luôn, nhưng mà đang có rất nhiều niềm vui chuẩn bị chào đón những thành viên mới trong gia đình. Em xin nói điện thoại. Vợ em gọi. Ơi, sao? Lát hôm nay em mua sữa, mua tả, mua bánh cho con đen nha. Mua sữa, mua tả, mua bánh. Rồi, ngon, ngon. Rồi, biết rồi. Đang quay nha. Ok. Mua tả, mua sữa, mua bánh. Rồi, tiếp tục. Kính thưa quý vị, thì nam nghệ sĩ này có một gia đình rất là hạnh phúc cùng với một nữ nghệ sĩ nữa. Họ đang cố gắng xây dựng cho mình một cái hình tượng rất là đẹp, đó chính là một gia đình nghệ sĩ hạnh phúc. Và chắc chắn là cuộc sống gia đình nó sẽ khiến cho cuộc sống của họ rất có nhiều xáo trộn và nhiều áp lực. Sao? Sao gì nữa? Quay với ai? Thì quay với đàn phim chứ quay với ai? Trai cả. Đâu ơi, ba bốn anh đàn ông còn nhiều gái hết. Nhớ mua đồ cho con, mua tả, mua sữa, mua bánh. Biết rồi, đang quay hình nha, đang lên sóng nha. Cuộc sống của những nam nghệ sĩ phong độ ngày nào khi mà có gia đình nó sẽ có nhiều thay đổi và cực kỳ áp lực. Không biết là đồng nghiệp tôi bữa nay cuộc sống có ổn không? Lên tâm ảnh rồi. Mua tả, mua sữa, mua bánh hả? Chào Quân. Ok, mời anh vào đi ạ. Tạ lỗi với em, tặng em phần quà nghe. Đã quá bây. Trời ơi, một cái khay đẹp cực kỳ vô mở ra nhìn xuất sắc. Ok. Tưởng bữa nay có hai người đàn ông ở nhà chơi thôi chứ. Ủa, hóa ra là cũng mà cả nhà luôn hả? Luôn anh đang nghỉ ở nhà chăm sóc cái bụng bầu. Đúng rồi. Đó, bữa giờ cũng có theo dõi Facebook nha. Chúc mừng cả nhà mình nha. Em, anh có gửi chút phần quà nè cho nhà mình. Wow, nhìn cưng chiều luôn á. Vui ha. Dạ. Trời ơi, anh ba đứa rồi đó. Anh ba đứa rồi đó. Có gì cần kinh nghiệm cứ hỏi anh. Em cũng ráng mà bằng anh mới được. Giờ đi thứ hai rồi, ráng cố. Anh vẫn ráng bằng David Beckham á. Ba trai một gái đi, không biết được đủ không ta. Thôi bà xã ngồi chơi nha. Yeah. Đẹp quá em ơi. Rộng rãi, thoáng mát, sạch sẽ, gọn gàng, chỗ con ngựa xuất sắc chưa? Cái yếu tố an toàn nó đặt lên hàng đầu. Mọi người nếu như để ý kỹ, từng cái góc ở trong nhà của Dây Quân và Huỳnh Thanh á, nó đều là những góc bo tròn không à. Nó không có góc nào góc nhỏ hết trơn. Chà, cái góc nhìn nhà mình cũng đẹp quá chừng nè. Thông thoáng như sợ, không có gì mà che cái tầm nhìn của mình được hết trơn á. Thôi em ngồi chơi đi. Dạ, ngồi đi anh. Ngồi chơi đi. Nhà em mà, anh tự nhiên. Trời ơi, thôi. Trời. Con này là con thú nuôi của em. Trời, nó nặng lắm quý vị. Thiệt. À, quý vị nghe nè. Nghe không? Đây là cái món quà lưu niệm em mua từ Bali mà. Trong này nó có cát của Bali, nó nặng. Rồi em để ở đây rồi hút hồn rồi mấy đứa nhỏ thấy nó giật mình sao? Trời, nhóc nhà em chơi này suốt ngày luôn á. À, nhóc lớn đúng không? Dạ, nhóc lớn. Mấy roi đúng không cưng? Dạ. Vậy mình có nghĩ ra cái tên nào cho thế hệ tiếp theo không? Thì em chia sẻ với anh luôn. À. Con gái đặt tên là Vi. Vi. Dạ. Con trai đặt tên là Vít. Dễ thương ha. Nhưng mà cái tâm lý lúc mà nhận được tin vui của Quân như thế nào nè? Bất ngờ hay là trời tôi biết trước rồi? Thực ra là cũng bất ngờ lắm anh ạ. Rồi lo cho bà xã nữa. Bà xã để mổ lần hai. Yeah. Rồi lo cho công việc của mình nữa. Bây giờ phải cày bừa gấp đôi nghe không? Như anh giờ gấp 3, gấp 4 luôn đó. Vậy lòi mắt ra luôn là thâm hết quần mắt rồi nè. Hồi xưa anh Hoàng đẹp trai lắm nha. Giờ cái thương ghê. À thôi. Ráng phải giữ gìn chứ không phải lại về chung tim anh buồn lắm. Đúng. Em không, em thì cái cốt còn đẹp xuất sắc hơn anh rồi. Sẽ Quân cảm nhận mình mất gì và được gì sau khi lập gia đình? Mất thì mất chắc cũng nhiều đây. Mất thời gian. Ngày xưa anh em mình thiếu tự do bay bổng không? Mất sở thích này. Tự do riêng, sở thích riêng của mình. Sở thích riêng của em là gì? Thì lâu lâu tụ tập anh em bạn bè cà phê, rồi nhậu chút xíu. Rồi chơi thể thao, đi tập gym. Trời, em hồi xưa tập gym 6 múi cục không? Ai cũng biết, bây giờ thì còn một múi rồi. Còn một múi rồi.
Nhưng mà cái được thì lại được rất là nhiều. Mình trưởng thành rất là nhiều, sống mọi thứ có trách nhiệm hơn. Mình biết cách từ chối với những cái lời mời hay là những mối quan hệ mà không cần thiết, không rõ ràng. Đúng. Yeah. Mà đặc biệt em là trai gốc Bắc nữa. Khi vào thành phố Hồ Chí Minh, trời ơi, không những là cái thời tiết, khí hậu, công việc, con người, gia đình mà còn rất nhiều yếu tố khác. Làm sao để em lấy lại cân bằng và khiến cho bản thân mình thích nghi được hoàn cảnh đó? Chính xác là từ gia đình ấy. Những cái mà mình cảm thấy việc mình chưa thông hay mình chưa giải quyết được ấy, thì khi về nhà mình có gia đình là mình sẽ cảm thấy mình bớt đi những cái lo toan bên ngoài rất nhiều. Về đến nhà coi như là mình quên hết. Mình chơi với con, mình chơi với vợ, rồi lâu lâu mình đưa gia đình đi chơi, thì nấu ăn, là tất cả những thứ đó làm cho mình bớt stress lên rất là nhiều. Cần dễ sợ. Đó, mục tiêu gia đình, nhà là nơi để về mà. Huyền Thanh cũng tin em nha, chứ nhiều lúc cũng bầu bì á, tâm lý ghen tuông bất ổn. Anh kinh nghiệm điều này lắm. Lúc nào cũng phải làm việc tư tưởng với bà xã, bà xã tin hoàn toàn mình để mình yên tâm mình ra ngoài mình làm việc. Thường là đi là xin phép vợ, còn nếu mà đi làm là cũng phải rõ ràng là đi làm gì, làm với ai, rồi người đó có đáng tin hay không hay như thế nào. Hôm bữa đi lật mặt đúng không cưng? Nhà em có khách á. Ừ, thì mấy anh là khách nhỉ? Phải rồi. Phải à. Rồi, đi mấy tháng luôn mà. Đi gần 2 tháng là. Đó, rồi, nhộn nháo. Nói chung là mỗi ngày mà khi mà đi quay phim hết cảnh về á, là phải gọi điện. Mà tới lúc mà gần tới cái khúc cuối quay á, là bà sốt ruột quá rồi. Ồ, nhớ chồng. Lôi cả nhà đi lên Đà Lạt luôn. Đưa cả mẹ chồng, cả em chồng, chồng cả thằng nhóc con có 6 tháng. Mang lên Đà Lạt canh. Mà đúng cái hôm đó nha, em quay cái cảnh đám cưới. Tình cảm đi chứ, ghê thiệt, canh đúng lúc thiệt. Giác quan người phụ nữ. Một bên là vợ trong phim đấy, một bên là vợ ngoài đời đứng thôi. Áp lực quá em ơi, rồi làm sao em đóng một trọn vẹn được cái vai lúc đó? Thì cái cảnh nó cắt luôn á, bỏ luôn. Ủa, kia hóa ra em muốn xài vợ hả? Sợ chứ anh. Trời ơi, trai tuổi ngựa là bình thường là phong độ lắm á. Thì trước khi lấy vợ là không độ thôi chứ tới lúc lấy vợ là thành con la con ở nhà ăn cỏ thôi con. Dễ thương quá. Nhưng mà nói gì nói mình vẫn tự hào về bà xã mình lắm, đúng không? Là một hậu phương rất là vững chắc, cũng hy sinh cho anh em mình nhiều. Hy sinh cả tuổi xuân rồi đó, gì nữa. Rồi có tâm sự với cậu lớn không nè? Con á, trách nhiệm đàn ông lớn lao lắm, sắp làm anh phải nhường em hay nào, có không, có tâm sự không? Nhóc lớn nhà em á, chắc được cưng chiều quá nên là giờ vẫn ngố lắm. Chưa hiểu chuyện hết á, chưa biết mình là anh hai luôn mà, chưa biết mình sắp lên chức luôn mà. Tính đến hiện tại thì bạn được mấy tháng rồi ha? Hai tuổi rưỡi. Mình nên tâm sự từ dần dần đi em. Anh nghĩ là bé cũng đang tiếp thu về mặt ngôn ngữ nhiều. Mình nói để cho bé dần dần bé nghe, bé hiểu. Nhưng mà Thanh có tâm sự với em là sau khi đã hoàn thành xong thiên chức làm mẹ nè, có muốn quay trở về với công việc showbiz không? Có nghệ thuật không? Vợ em thì vẫn rất là đam mê cái công việc người mẫu. Để có thể giữ được vóc dáng đó nha. Để tiếp tục công việc người mẫu là ý chí kiên cường lắm đó. Còn với Quân thì sao? Quân ủng hộ việc đó chứ? Em rất là ủng hộ mà. Cái lần sinh trước á, là sinh xong là em là người sát sao, là giống như là vừa là phải đưa vợ đi tập này, đấy, phải tập trung này, không phải về PT luôn, sẽ là chế độ dinh dưỡng lại cũng phải mình là bác sĩ dinh dưỡng luôn. Đúng luôn. Chắc là nhiều người cũng sẽ ganh tị dữ lắm nè, thì không biết là trong cuộc sống xung quanh với những kênh YouTube hay là mạng xã hội của mình cũng chia sẻ nhiều hình ảnh á, có bao giờ hai bạn phải đón nhận những ý kiến nó không hay về mình không? Ít lắm, ít luôn. Chứ đáng yêu thế này mà. Rồi sau này các bạn vẫn tiếp tục với cái thói quen là dùng những hình ảnh cuộc sống cá nhân của mình để mang lại niềm vui cho mọi người hay là chia sẻ những kinh nghiệm trong việc nuôi dạy con trên những trang mạng xã hội chứ? Vợ chồng em thì chia sẻ gần như là hết tất cả những cái gì mà giống như cuộc sống gia đình hàng ngày này, rồi công việc, rồi sở thích, rồi lâu lâu là du lịch. Vợ chồng em rất thích là du lịch, nên là làm một cái kênh YouTube mà có tất cả những cái việc đó bên trong đó, giống như là mình cho mọi người thấy cái cuộc sống của mình mà mình không hề giấu giếm gì hết á. Đúng rồi đó, du lịch là yếu tố rất là quan trọng để thắt chặt tình yêu thương gia đình, lâu lâu hâm nóng tình yêu. Ở nhà Quân với lại Thanh á, bạn nào nấu ăn ngon hơn? Tại vì Quân có khả năng nấu nướng. Em nấu ăn ngon hơn rồi đó, nhưng mà em ít nấu hơn.
Còn công ăn việc làm trong nhà, thí dụ như giặt đồ, lau nhà, rửa chén, tắm con, ai làm? Là share hết á. Chia đều hết. Chia đều hết luôn. Ồ, 5 năm. Lúc này ai rảnh cái này làm cái này, ai rảnh kia làm kia. Công ăn. Đó, vậy mới thấy vui ha. Dạ. Mà ngược lại, mình cũng phải thương cho ba mẹ mình ngày xưa nữa. Đúng rồi. Nhờ có con vậy á, cái tự nhiên thấy ba mẹ ngày xưa cực khổ bao nhiêu mà chả bao giờ thấy ba mẹ than thở hết. Như vậy thì Dây Quân nè, mình đã có một cái gia đình rất là ấm êm, hạnh phúc. Và đương nhiên là chắc chắn sẽ có nhiều thử thách sắp tới nữa. Dây Quân có ước mơ gì không? Muốn gì không? Ước mong gì không? Em sẽ chỉ mong là mình luôn luôn có sức khỏe để mình đi làm. Mình có công việc tốt, rồi mình có vừa có thời gian, vừa có kinh tế. Để lâu lâu chỉ là những cái chuyến giống như là một năm em sẽ cố gắng dành ra 1-2 lần đón ba mẹ vô, ông bà ngoại, ông bà nội vô thì mọi người cùng nhau đi du lịch rồi đó. Có những cái giây phút mà đáng nhớ cùng nhau vậy là đủ rồi, và ông bà chỉ cần sức khỏe đó. Đúng. Anh cũng vậy đó, giờ chỉ mong ba mẹ lúc nào cũng có sức khỏe, ăn uống ngủ nghỉ ngơi đầy đủ là được. Còn bao nhiêu cực khổ gì anh em mình còn trẻ, để anh em mình bào. Đúng rồi. Nói tới bào cái tự nhiên không đói bụng quá. Anh có thể tham quan khu bếp nhà em một tí nữa, với đặc biệt cái tủ lạnh không? Vô nhiều tủ lạnh nha. Ok. Chạy. Trời, bếp em rộng ghê luôn á. Bếp em rộng bằng phòng anh luôn á. Trời ơi, trời ơi. Nhà mình thoáng mát dễ sợ. Thích quá à. Ủa trái này trái gì em? Trái lựu ơi. Lựu thì anh nghe nhiều quá, nhưng mà anh ít khi nào ăn rồi, ít khi nào được chạm với nó lắm nha. Tốt cho bà bầu mà tốt cho cả phụ nữ lớn tuổi luôn, tại vì nó chống oxy hóa cho mấy chị em trẻ đẹp á, vitamin C nhiều nữa. Trời ơi, ăn ba đứa nữa mà giờ anh mới biết tác dụng của lựu đó nha. Trời, tốt lắm luôn á. Anh cứ nghĩ là mấy cái trái trộn gì đâu hộp không à, sao ăn rồi. Cái này thì mình phải có bí quyết á, mình mới lột dễ, cứ không lột cực lắm không. Chỉ ăn được không? Chỉ ăn được không? Ok. Chuyện nhỏ. Rồi, vậy mình ra ngoài bàn ăn đi. Nặng lắm đó mọi người ơi. Mỗi trái cũng tầm khoảng hơn nửa ký á. Nặng ghê. Đây, dễ lắm, em chỉ cái anh về là anh biết lên. Chỉ anh ngay. Khéo quá ta, trời không ngờ trai đẹp của chúng tôi, Tây Quân cũng rành về nữ công gia chánh. Đặc biệt là các loại trái cây. Chọn những loại trái phù hợp với sức khỏe của mẹ bầu. À, trước khi mà lấy vợ lập gia đình thì em có thời gian sống một mình cỡ 5 năm á, nên là tự lo tự chăm sóc cho bản thân được. Nhưng mà đàn ông mình ăn gì cũng dễ. Còn mẹ bầu là ăn phải kỹ lắm. Tách vỏ ra, làm gọt cái vỏ ra vậy trước, chia khía ra. Thôi mình dễ lột á. Này chín dữ rồi hen, nó đỏ mọng luôn rồi kìa. Cứ thả vào đây thôi hả? Đúng rồi. Thì cái trái nó sẽ cái hạt nó sẽ mềm ra anh. Ngâm nhiều tự nhiên không cái hạt nó dễ tắt hơn nè. Thơm cái quá. Cái này nè, cái mình ngâm vào đây nè. Là mồ hôi nó tắt dễ hạt luôn. Trời khéo quá ta, bữa nay có Dây Quân chỉ cho mình mới biết chứ. Rồi cái vỏ nó dục hả? Ok. Ai biết, tưởng có tác dụng xông mũi này nọ, đuổi côn trùng. Mà nấu canh cũng được. Ủa, nó ăn được luôn hả? Sọt chảo. Sợ. Cứ ngồi bóc ăn vậy hả? Còn nó còn ép, ép nước. Ép lấy nước. Có mấy mấy ép luôn không? Có mấy ép luôn. Nhưng mà ăn vui lắm á. Ăn này giống như ăn chân châu này nọ. Mà tính ra phụ nữ thích ăn cái gì nhỏ giống như là đi ăn ốc của em. Đúng rồi. Anh không thể hiểu được tại sao mà có thú vui mà nguyên một dĩa ốc dừa với một dĩa ốc gạo rồi xong nguyên buổi luôn, mất nguyên buổi tối của tôi. Vợ em khoái ăn ốc lắm, có bầu ăn ốc hoài luôn. Có khi mà vợ mà thèm ốc là em phải xách. Em làm luôn? Đúng rồi, em đi ra ngoài em mua ốc về em tự làm. Hay quá. Món sở trường của em là hấp, xào, bơ hay là cháy tỏi hay là gì? Nước sốt trứng muối hay là sốt phô mai này nọ là em tự làm luôn. Trời ơi, xuất sắc. Biết vậy anh đi ra chợ mua ốc về cho em làm, hai anh em mình nhậu rồi. Ê lộn, hai anh em mình cho bà xã ăn rồi ha. Cũng quá. Trời ơi, biết gì không, là hẹn em lần sau nha. Dạ. Đây. Anh lục lọi được bếp nhà em đó. Sẵn tận dụng cái phần quà hồi nãy anh mới thay mặt chương trình hợp tặng lý luôn mình. Đó, hợp lý quá. Một cái khay với nhiều món ăn, cũng là một lời chúc
của Dây Quân cùng với Hoàng Đức Bơ dành tặng cho quý vị khán giả đang theo dõi Gõ Cửa Nhà Sao. Nhìn nó đơn sơ, mộc mạc, giản dị nhưng mà nó thấm đượm nhiều thông điệp ý nghĩa lắm. Đó chính là một gia đình thật là hạnh phúc. Và Hoàng Đức Bơ cũng mong là Dây Quân cùng với Huyền Thanh lúc nào cũng yêu thương nhau, đặc biệt là những thành viên mới trong gia đình của mình sẽ luôn ngoan ngoãn, mau ăn chóng lớn và vâng lời ba mẹ. Cảm ơn anh. Thì cũng qua đây em muốn gửi lời chúc tới anh Hoàng cũng như là tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Bước sang một năm mới sẽ nhiều niềm vui hơn, sẽ quên hết tất cả những cái khó khăn của chúng ta trong đã trải qua trong năm cũ, và luôn luôn mạnh khỏe. Cảm ơn Giai Quân rất nhiều. Và quý vị thấy không, chuyện cũ hãy cứ bỏ qua đi, mình hãy hướng về một tương lai thật là tươi sáng với năm 2021 quý vị nhé. Và lịch phát sóng của chúng tôi vẫn như cũ thôi, 19 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7 với chương trình Gõ Cửa Nhà Sao, được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Đặc Phim Media. Và bây giờ chúng tôi xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại.